Rồi tiếp theo, một cái thông số tiếp theo đó là độ lợi hướng, hay còn gọi là hệ số tác dụng định hướng, directivity. D chính là directivity hay là hệ số tác dụng định hướng sẽ chính bằng là gì? Tỷ số đây giữa cường độ bức xạ của anten có hướng là U trên cường độ bức xạ của anten vô hướng. Và lúc này mình có là gì? U0 của mình nhớ là cái phần trước là U0 của mình thì sẽ chính bằng công suất bức xạ mà chia cho 4π, đúng không? Mình thay vào cái công thức này thì mình sẽ có là 4π nhân với U chia cho công suất bức xạ. Và với U là cường độ bức xạ của anten vô hướng, còn P bức xạ chính là tổng công suất bức xạ của anten. Nếu như cái hướng mà mình đang xem xét là không cụ thể thì lúc nãy mình có thể tìm ra được là hệ số tác dụng định hướng hay là độ lợi hướng cực đại. Đấy. Thì độ lợi hướng cực đại thì sẽ chính bằng là gì? Cường độ bức xạ cực đại và chia cho cường độ bức xạ của anten vô hướng. Và lúc này nó sẽ chính bằng 4π nhân với cường độ bức xạ và chia cho công suất bức xạ. Và D người ta gọi là độ lợi hướng. Các cái công thức và mối liên quan mà mình vừa nói thì bây giờ các bạn sẽ làm tiếp bài tiếp theo. Mình có mật độ công suất. Đó. Hãy tìm độ lợi hướng cực đại của anten. Hãy viết ra được một công thức biểu diễn của độ lợi hướng là một hàm số mà phụ thuộc vào góc theta và phi. Vừa nãy mình có làm việc với cường độ bức xạ của mình sẽ phụ thuộc vào mật độ công suất trung bình. Nhưng mà bây giờ mình sẽ đi theo một hướng khác một xíu. Giả sử cường độ bức xạ của một anten nào đó được viết dưới dạng U sẽ bằng B0 nhân với F theta nhân với phi. Đi ngược trở lại một xíu với cả hàm phương hướng của anten thì các bạn sẽ thấy là hàm phương hướng của anten của mình sẽ là tất cả những cái giá trị nào phụ thuộc vào theta và phi, đúng không? Thì đồ thị phương hướng sẽ chính là hàm mà phụ thuộc vào theta và phi. Vậy cường độ bức xạ thể hiện tính bức xạ của anten thì có nghĩa là nó bao gồm cả hàm phương hướng vào đó. Chính vì lẽ đó cho nên là nó được viết dưới cái công thức là B0 nhân với F theta và phi. Với B0 của mình là một hằng số. Khi đó là giá trị cực đại của cường độ bức xạ của mình thì có được khi mà hàm phương hướng của mình cực đại. Thì hàm phương hướng cực đại thì giống như trong cái bài vừa nãy thì mình sẽ có là cái hàm của độ lợi hướng của mình sẽ phụ thuộc vào sin của theta, đúng không? Thì bạn muốn tìm giá trị được cực đại của cường độ bức xạ của mình thì lúc đó thì bạn sẽ phải tìm là nơi nào mà có hàm phụ thuộc vào theta và phi, bạn sẽ lấy giá trị cực đại và giá trị đấy đạt cực đại khi khi nào thì giúp cho cường độ bức xạ của mình cực đại khi đó. Và trong trường hợp tổng quát thì mình sẽ thấy là hàm phương hướng của mình cực đại thì khi đó bạn dễ dàng tìm ra được cường độ bức xạ cực đại. Còn góc còn giá trị B0 của mình là giá trị hệ số, nó không có thay đổi và không phụ thuộc vào theta và phi. Vậy khi đó mình sẽ có là công suất bức xạ tổng cộng, thì có là được là công suất bức xạ tổng cộng của mình sẽ phụ thuộc vào cường độ bức xạ và phụ thuộc vào góc omega lớn. Khi đó bạn sẽ thay cái giá trị cường độ bức xạ bởi hàm phương hướng vào. Theo hàm phương hướng thì có phải là bằng là B0 là giá trị hệ số không phụ thuộc vào theta và phi bạn đưa ra ngoài dấu tích phân hai lớp F theta và phi sin của theta d theta và d d phi với theta chạy từ 0 cho tới pi và phi chạy từ 0 cho tới 2π. Đi ngược trở lại đối với công thức của độ lợi hướng D thì nó sẽ chính bằng cường độ bức xạ của anten có hướng và chia cho cường độ bức xạ của anten vô hướng. Lúc này nó sẽ bằng 4π của cường độ bức xạ của anten có hướng và chia cho công suất bức xạ. Thay cái công thức mà mình vừa tìm ra được đây này, cường độ bức xạ của anten có hướng và đối với công suất bức xạ thì mình sẽ phụ thuộc vào cái góc này. Vậy mình sẽ có độ lợi hướng của mình sẽ chính bằng 4π f theta phi, nghĩa là hàm phương hướng chia cho tích phân hai lớp của hàm phương hướng. Thì cái công thức này người ta gọi là công thức số 2 để bạn tính độ lợi hướng phụ thuộc vào hàm phương hướng. Còn công thức phía trên này là công thức 1 là công thức phụ thuộc vào cường độ bức xạ và phụ thuộc vào công suất bức xạ. Thì đây là hai cái công thức tính.
Trong trường hợp độ lợi hướng cực đại thì bạn có được khi mà cường độ bức xạ cực đại. Tương tự như vậy, đối với giá trị là D cực đại của mình khi mà hàm phương hướng của bạn ở giá trị cực đại, còn ở dấu tích phân của mình không cần thiết phải đi tìm giá trị cực đại là lý do là gì. Tích phân ở phía dưới này là của mình ra là một hàm, là một hệ số rồi. Đấy, cho nên nó không phụ thuộc vào góc theta và phi. Tiếp theo đó là hiệu suất của anten. Anten của mình, hiệu suất tổng quát được ký hiệu bằng chữ E0. Tiếp theo là hiệu suất phản xạ. Tiếp theo đó là hiệu suất truyền. Và tiếp theo là hiệu suất dielectric. Và chữ G này chính là hệ số phản xạ. Hiệu suất tổng cộng của một anten sẽ chính bằng tích giữa hiệu suất của phản xạ này, hiệu suất của conductance này, và hiệu suất của dielectric. Hệ số phản xạ của mình sẽ phụ thuộc vào gì? Điện trở vào, điện trở của đường truyền. Tiếp theo đó là hệ sóng đứng về điện áp. Thì nó sẽ chính bằng 1 cộng với hệ số phản xạ và chia cho 1 trừ đi hệ số phản xạ. Hệ số khuếch đại của một anten trong một hướng cho trước được xác định bởi là tỷ số của cường độ bức xạ ở một hướng nào đó so với cường độ bức xạ có thể đạt được nếu như công suất đó được bức xạ bởi anten. Thì lúc này mình có thể đơn giản ghi vào công thức bằng cách là gì? Độ lợi của mình thì sẽ chính bằng 4pi nhân với cường độ bức xạ và chia cho cường độ công suất tổng cộng đi vào anten. Mà công suất vào của anten thì sẽ phụ thuộc vào là gì? Hiệu suất của anten đó. Và khi đó công suất bức xạ của mình sẽ có là bằng hiệu suất và nhân với công suất vào anten. Giả sử như là hiệu suất của mình là 100%, đúng không? Thì lúc này công suất bức xạ sẽ chính bằng công suất ngõ vào. Và trong trường hợp này là trường hợp phối hợp trở kháng, đúng không? Khi đó mình có là gì? Độ lợi gain của mình sẽ chính bằng hiệu suất và nhân với 4pi u chia cho công suất bức xạ. Đấy. Mặt khác mình có là độ lợi hướng thì sẽ bằng là công suất bức xạ của một anten có hướng chia cho công suất bức xạ của một anten vô hướng, hay nói cách khác là nó sẽ bằng là 4pi nhân với cường độ bức xạ của anten có hướng và chia cho công suất bức xạ. Mình thay vào thì lúc này ở đây sẽ chính là gì? Giá trị D, đúng không? Đấy. Thì khi đó mình sẽ có là độ lợi gain của mình sẽ bằng hiệu suất và nhân với độ lợi hướng, directivity. Và giá trị độ lợi của mình cực đại khi nào? Khi mà độ lợi hướng D của mình cực đại. Thì mình sẽ có là gain của mình cực đại. Thì khi mà độ lợi hướng của mình cực đại. Còn hiệu suất của mình thì nó sẽ không phụ thuộc vào góc theta và phi, đúng không? Tuyến anten cơ bản đầu tiên đó là Fries. Với cái tuyến anten này là bao gồm cả anten phát và anten thu. Mình có phương trình đường truyền của Fries liên quan tới công suất nhận được với công suất truyền giữa hai anten có khoảng cách xa là R lớn hơn rất là nhiều lần so với cả bán kính của hai anten đó, với D là kích thước lớn nhất của anten. Ví dụ như là bạn phải chọn một cái điểm nào đó mà từ cái điểm đó tới một điểm thứ hai của anten, kích thước đấy là kích thước lớn nhất. Mình có anten phát có các cái thông số phụ thuộc của nó. Đầu tiên đó là công suất của anten phát, độ lợi của anten phát, hệ số tác dụng của anten phát, hiệu suất của anten phát và hệ số phản xạ của anten phát. Anten thu của mình cũng có các cái thông số cơ bản. Đầu tiên là công suất, thứ hai độ lợi, thứ ba là hệ số tác dụng định hướng, hiệu suất và hệ số phản xạ. Khoảng cách giữa hai anten chính là R, với điều kiện R của mình lớn hơn rất là nhiều lần so với kích thước của anten. Thì đây là tuyến anten Fries. Mình có là công suất đưa vào của anten phát của mình được ký hiệu chữ bằng chữ BT và mật độ công suất trung bình của anten vô hướng. Thì lúc này mình sẽ có mật độ công suất trung bình của anten vô hướng của mình sẽ bằng là gì? BT chia cho 4pi R bình phương. ET của mình chính là hiệu suất. Còn đối với cả anten mà
không phải là ăng ten vô hướng, có nghĩa là ăng ten có hướng hoặc là đẳng hướng, thì lúc này là mật độ công suất của mình sẽ phụ thuộc vào gì? BT nhân với độ độ lợi này chia cho 4πr bình phương, và mình thay độ lợi bởi hệ số tác dụng định hướng và hiệu suất, thì lúc này mình sẽ có là ET nhân với D đúng không, và chia cho 4πr bình phương. Khi đó mình sẽ có ở phía nhận, mình sẽ có là gì? Công suất của anten nhận thì sẽ phụ thuộc vào là hiệu suất của anten nhận đó, hệ số tác dụng của anten đó này, bước sóng đang công tác, mật độ công suất của anten phát. Thì mình sẽ thay cái mật độ của công suất của anten phát của mình vào đó, thì mình sẽ có là gì? Công suất của anten thu thế sẽ phụ thuộc vào là hiệu suất của anten phát, hiệu suất của anten thu, bước sóng của sóng đang làm việc, rồi hệ số tác dụng định hướng của anten phát, hệ số tác dụng định hướng của anten thu, công suất của anten phát, và phụ thuộc giữa khoảng cách giữa hai anten. Và công thức này người ta gọi là công thức đường truyền Fries, để nói lên mối quan hệ giữa anten phát và anten thu. Mình có công suất của anten thu chia cho công suất của anten phát sẽ phụ thuộc vào hiệu suất này của hai anten này, độ lợi hướng của hai anten này, bước sóng công tác này, khoảng cách giữa hai anten. Đấy. Mình có thể sử dụng là hiệu suất này phụ thuộc vào các cái hiệu suất phụ thuộc vào hệ số phản xạ.